Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một bộ công cụ không thể thiếu dành cho những người sửa xe đạp điện. Đây thì đây là dụng cụ đầu tiên. Khi bạn sửa xe đạp điện thì công cụ đầu tiên bạn cần có đó là một chiếc đồng hồ đo điện như thế này, dùng để đo hiệu điện thế của bình ắc quy cũng như để kiểm tra xem dòng điện có thông qua dây hay không. Đây là một dụng cụ không thể thiếu. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với công cụ thứ hai, đó là đồng hồ để đo cường độ dòng điện của bình ắc quy. Như đây, chúng ta sẽ dùng hai cái kẹp này để kẹp vào cực của bình ắc quy. Và đây là chiếc cần gạt để kiểm tra bình ắc quy xem dung lượng có đủ hay không. Và công cụ tiếp theo đó là một chiếc hộp kiểm tra đa lăng. Nó sẽ có tất cả là 5 cái đầu dây. Và mỗi đầu dây sẽ có một cái nhiệm vụ để kiểm tra một cái bộ phận nào đó của xe. Ví dụ như đây, 3 dây đầu tiên là dùng để kiểm tra tay ga màu đen, màu đỏ và màu xanh. Tiếp theo hai cái dây tiếp theo đó là dùng để kiểm tra động cơ. Thì bạn sẽ gắn các cái dây màu giống nhau vào, và đây là dây nguồn, bạn cắm vào đầu dây nguồn của động cơ. Và đây là dùng để kiểm tra bộ phận điều tốc. Công tắc. Và đây là các cái đèn báo của chúng ta. Nếu mà đèn báo sáng thì chúng ta biết đó là thiết bị vẫn còn sử dụng được. Còn nếu đèn không sáng thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Và các video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể với các bạn cách sử dụng những cái công cụ này để kiểm tra. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.